có thể tiến tim, tiến tim có thể nghe tiến tim bình thường, có thể tiến tim bệnh lý, ví dụ tôi cho linh hoạt nhé, một số tiền nhé. Đến là... quay chứ, quay khỏi quay đi. Quay đi. Quay đi thì mình có đau mơ đâu, phải sáng mơ. Thì mình nghe, có nghĩa mình nghe, mình vẫn phải xác định phân số đều không đều. Đó là nhiệm vụ của mình. Đó. Rồi mình sẽ đánh giá các điểm khi mà như thế nào nhé. Tuy nhiên đây là nghe lo này nó cũng chuẩn, nó vui và để nghe được. Thường khi là tiếng thứ ba, họ có thể xử lý về bệnh lý nhé.
bạn sẽ biết em nhé. Rồi trẻ những bị lúc khi còn sốt cao mà tâm thủ tim phải nhanh hơn một chút thì phải nghe điều này. Nhất là khi mà ngoài thì điều này có chi thì đầu sư thì nhất điều khả có chuyện thì tim mà đứa trẻ có chuyện thì nề có chuyện thì ra từ lớn tim nhanh và khó thở cả thì cường độ về nguyên tắc là có 6 mức độ, nhưng mà quan trọng là mình phân biệt được cái tiếng hồi nhỏ hơn hay lớn hơn bằng 3/6. Tiếng hồi mạnh là từ 3/6 đến 4/5 quan trọng, và tiếng hồi dưới 3/6 mới quan trọng, vì đó tiếng hồi liên quan đến bệnh tim này. Tiếng hồi căng mạnh nó bệnh căng nhẹ thì bạn quan tâm, tiếng hồi nó nhẹ đi, yếu đi thì đó là quan trọng. Nên xác định tiếng phổi 2/6, 1/2/6 rất khó, bởi vì mình cứ gì hiểu chắc ngây ngô nghe được là 3/6, chú ý mới nghe được 2/6. Với đứa trẻ bình thường mình sẽ chẳng nghe được đâu, bởi vì còn chú ý đâu vô mà cảm bị dục lên cái đấy thấy bình thường. Nhưng mà khi mà nghe ra rồi thì tiếng phổi nó đã bình thường trong đầu, bình thường lần thứ hai mình nghe khi nào mà cũng có. Thế đó lý do vì sao mình đi lâm sàng đứa nào mình 3/6 đó rồi tập rồi nghe vào cái tim mình hồi thấy nghe đó là 3/6. Nhưng với đứa trẻ vào viện mà mình không biết là có bệnh tim mà mình lên mình nghe tim thì hồi 2/6 thì bỏ qua hết. Cho nên khác biệt 2/6/3/6 là lưu lư có những có tiếng hồi một chút thì sau đó xác định có thì đó là 2/6 chút thử thử. Còn khi mà đã xác định ở vào điểm hồi thì có, thì lần sau em đặt cô này em nghe thử nghe. Thế nếu nghe đi đủ thì năng có nghe thử đi, nhìn đi rồi xem nó mạnh hay yếu, cường độ như thế nào thì mình đang đi tìm ngày kia, chứ không phải đi tìm điểm hồi mà xuất hiện ngay lập tức thì đó là 3/6. Thế còn người bạn thì quy trình cứ đi tìm điểm hồi là nhé, phải biết đây là bệnh tim nữa, biết là không nên tắt, biết đâu đâu mà đã biết bệnh tim là đã có những hồi gì nó mình có ở đâu rồi, mình chuẩn bị sẵn cái này mình có rồi, mình đặt có thể mình nghe nghe thế thì bệnh tim mạnh thì yếu của bé xác định 3/6 gì 3/6 bé xác định không chuẩn, chứ hiểu 10 người chưa được nửa em xác định được điều đó, chứ xác định được nghe sau này đi tim mạnh chưa thì sẽ có thể được.
Thì đây là một số loại bệnh phổi để mình xác định cho nó. Có bốn loại bệnh phổi nhé. Đây là bệnh phổi tâm phu tứ đầu động ba nhĩ thấp nhé. Cái điểm động ba phổi chi thì gặp kết thúc. Còn tu viện khi tâm phu của tay này. Thank you.
Rồi, cho bị chủ chi nữa. Em nói được. Ba cái em có được một điều. Đầu. Không đầu tình mặt giỏi hai. Thông thương với tim phải, với tim trái, con vị trí nào nữa. Tại tim mà mình hồi tiếp tục nữa. Đó là biết có điểm. Vở bình xoan chính xác nha. Vì sao em? Sao các cơ lớp này có điểm hồi tiếp tục mà lại phải điểm tổ tâm phố? Vì sao các cơ lớp này có điểm hồi tiếp tục? Vì sao? Dầu có tĩnh mạch vào thất phải. Hả? Dầu mạch này có lỗ có luồng thông giữa mạch máu và thất phải. Dạ, cái tình trước trẻ gọi gì ạ? Cái con này gọi là vì sao vợ con băng ta ra vào thất phải này có thể khối đi xuống không phải từng khối đất khu. Trong phần này thì sao? Tiếng phổi liên tục
mạnh nhất trong tâm Phật. Bởi vì sao? Ông đồng mạng và tác áp khổ để sẽ mất luôn kỳ tâm chương này, còn tâm khô. Trong phần này, kỳ tâm chương của đề có tăng lên được không? Thất bại tâm chương bằng không. Trên mẹ sẽ luôn luôn nghe được tiếng khổ biến thuật rất là mạnh. Đặc biệt ở chỗ mạnh vào kỳ tâm chương. Ông rù nó mạnh kỳ tâm chương. Các bạn nào nữa? Hả? Bạn nào nữa? Thầy nào giao động mạch thành không phải? Chúng ta đã ngủ lắm là do động mạch văn vào thất phải. Thế thì khi sao nó lại có tiếng thổi đến tục? Thầy thì có sự thông thương giữa động mạch chủ với động mạch văn thì là động mạch chủ là chứ không nữa. Áp lực tâm khu tâm chương ở đây lớn thất phải sẽ có tiếng thổi liên tục. Giờ còn chỗ nào nữa cũng có tiếng thổi liên tục. Do thể chủ có nghĩa là khi phân chia rồi chủ phổi ở ngay ý gốc của nó vẫn chia đôi động mạch chủ động mạch phổi, nhưng mà thẳng cũng là vẫn quyết định cái là cho hai các động mạch phổi động mạch chủ động mạch thông thương với nhau, và là do thể chủ cửa sổ chủ phổi ngay cái thân của nó, ngay cái thân này trên cái mắt vị trí như mấy trên vị trí ở đâu sẽ tăng từ hai cả thức trái. Vị trí của văn phổi đó nghe mà ru ru ở đó thì tất cả là do thể chủ. Còn văn xoan văn sa pha là nằm ở ngay vị trí văn chủ đó, hẳn là một cái lá văn chủ bị phân đấy chứ, thì lá bắc biết mất là bị phân ra,
Rồi con quan sơ ra còn phân phục vào bên thất phải. Nghe ở đâu? Vị trí nào? Nghe vị trí nào? Vị trí phát đầu mặt chú. Mà vì nghe ở chủ thì có nghĩa là mình ổn nào? Giang chuyển ba cảnh trái. Đó là vị trí để nghe ở phần mang sao ra. Chúng khổ liên tục sẽ nằm ở đó. Còn nếu mà do đồng mặt văn vào đến thất phải nhé, thì nó sẽ nghe ở vị trí của thất phải. Thất phải nằm ở đâu? Giang chuyển bốn, giang chuyển năm. Còn do đồng mặt văn vào nhỉ phải nghe ở đâu? Nhỉ phải đang ở đâu? Ở bên phải. Cao hay thấp? Thế nên nghe nhỉ do đồng mặt văn ra nhỉ phải. Thế nên sẽ nghe rõ ở bên phải trước. Ở giang sườn hai. Cái những vị trí đó, đó sẽ đặc thu cho mình nhé. Thế thì vị trí quan trọng nhớ nhé. Trên bao giờ nó sẽ xác định lại lục trục một chữ nghe nó đồng mặt kia rồi. Bài mẹ phải mô tả cái vì sao mà mình thể có
Bây giờ tại sao bên nhà chúng ta mẹ ta phải sử dụng các đường thủy dữ liệu để chứng minh nó được thể hiện nhé. Bây giờ đây tôi làm nhà bản pháp thôi nha. Mẹ muốn có điều trọn vẹn phải trả lời cái thể gì, tiền phổi này, kem này, và những có điều gì mặt gì. Đấy. Còn điều gì mặt gì nhé. Đấy. Vậy tiền phổi là gì ạ? Có mặt nè, có tim đập, tăng đập, mọi cái nhiều chữ gì mà em theo được. Câu hỏi thứ hai, mẹ phải trả lời cháu bỗng sinh hay mắc phải. Bây giờ, thứ ba,